Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Clickbuy Channel. Nếu như các bạn đang có trong tay vào khoảng dưới 4 triệu đồng, các bạn cần tìm mua cho mình một chiếc điện thoại để chơi game, cấu hình phải cao, thời lượng pin trâu, màn hình phải có khả năng hiển thị tuyệt vời, thì có lẽ rất nhiều bạn đang nghĩ về chiếc Redmi Note 7 này đúng không? Tuy nhiên trong video này mình sẽ phải bỏ chiếc Redmi Note 7 này sang một bên và sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc điện thoại khác xứng tầm để có thể cạnh tranh với sản phẩm Redmi Note 7. Và đây chính là sản phẩm mình muốn giới thiệu các bạn. 3, 2, 1, bắt đầu! Chắc chắn mình để ở phía phần mặt trước này thì các bạn sẽ không thể đoán được tên của sản phẩm này là gì đúng không? Nếu như các bạn không nhìn vào phía phần mô tả. Thì đây chính là chiếc điện thoại mình muốn chia sẻ với các bạn. Realme X Lite. Oh my god. Wow. Tại sao mình có thể khẳng định rằng nếu các bạn có trong tay vào khoảng dưới 4 triệu đồng thì đây là lựa chọn xứng tầm để có thể cạnh tranh với chiếc Redmi Note 7 đến từ nhà Xiaomi? Thì đầu tiên đó chính là giá bán. Hiện tại thì những chiếc Realme X Lite này đang được bán ra giảm giá rất là nhiều. Tại Clickbuy thì các bạn chỉ cần bỏ ra số tiền là 3.690.000 đồng là các bạn có thể dinh ngay một chiếc máy về có đầy đủ tiếng Việt luôn. Vậy thì là thậm chí mức giá của nó còn rẻ hơn so với chiếc Redmi Note 7 nếu so sánh cùng với bộ nhớ RAM và bộ nhớ RAM tương tự. Ngoài ra các bạn sẽ được giảm trực tiếp khi mà thanh toán qua VNPay QR chỉ còn là 3.505.000. Các bạn cũng sẽ được tặng thêm một túi chống nước. Đấy. Thì lúc đấy mức giá của người dùng chúng ta mua nó còn rẻ hơn rất là nhiều. Cái thứ hai mình thấy rằng chiếc Realme X Lite này hơn so với chiếc Redmi Note 7 đó chính là hiệu năng. Chúng ta sẽ được trang bị con chip là Snapdragon 710 thay vì con chip là Snapdragon 660. Chính vì vậy thì chúng ta sẽ có cái điểm số AnTuTu nó cao hơn, nó đáp ứng nhu cầu chơi game của các bạn là tốt hơn. Cái thứ ba đó chính là chiếc Realme X Lite này nó có màn hình được tối ưu tốt hơn. Các bạn có thể để ý rằng cái phần khuyết này của chiếc Realme X Lite rõ ràng nó đẹp hơn hẳn so với chiếc Redmi Note 7 đúng không? Redmi Note 7 thì nó có phần nào đấy thô, vuông thẳng sát cạnh. Còn đối với Realme X Lite nó kiểu uyển chuyển, mềm mại. Khi mà chúng ta chơi game ấy, hay là chúng ta nhìn vào ấy, nó đẹp hơn rõ ràng đúng không? Điểm cộng tiếp theo của chiếc Realme X Lite này đó chính là nó nhẹ hơn so với chiếc Redmi Note 7 khá là nhiều các bạn ạ. Đáp ứng nhu cầu cầm nắm sử dụng nó cũng dễ dàng hơn. Các mặt lưng này của nó cũng bo cong mềm mại, các góc các cạnh đều được bo tròn nên là cầm nó đã lắm, nó sướng tay, ôm tay hơn so với chiếc Redmi Note 7. Điểm cộng tiếp theo nữa của chiếc Realme X Lite này đó chính là chúng ta sẽ có dung lượng pin lớn hơn, đó chính là 4050 mAh. Chính vì vậy thì chúng ta cũng sẽ có thời gian on screen nó tốt hơn so với chiếc Redmi Note 7. Ngoài ra thì chiếc Realme X Lite này cũng có chế độ game mode để tăng cường khả năng xử lý khi mà chúng ta chơi game. Nên là nó cũng sẽ góp phần tăng cường cái trải nghiệm chơi game của người dùng chúng ta hơn. Bên cạnh đó thì chiếc Realme X Lite này cũng sẽ được trang bị hệ thống camera khá ấn tượng là 16 và 5 pixel. Chúng ta có chế độ chụp ảnh chân dung xóa phông. Đấy, chúng ta có thể thấy ở đây thì cái cân bằng trắng của nó tương đối chuẩn này. Các bạn nhìn phần phông đèn và phần màn hình này gần như là y hệt nhau nhé. Về phần quay video ấy thì chiếc điện thoại này có thể hỗ trợ đó chính là Full HD hoặc là lên tới là 4K luôn các bạn ạ. Đấy, và đây chính là một trong những chiếc điện thoại có mức giá rẻ mà có thể quay được chất lượng lên tới là 4K. Vậy thì điểm trừ của chiếc Realme X Lite này khi so sánh với chiếc Redmi Note 7 là gì? Thì có lẽ nó đến từ cái cổng sạc này các bạn ạ. Chúng ta sẽ phải chung thủy với cái cổng sạc là micro USB. Nó khá là bất tiện khi mà các bạn sạc trong điều kiện thiếu sáng. Chúng ta sẽ phải cắm đúng chiều. Tiếp theo đó chính là cái mặt lưng của chiếc Realme X Lite này. Nó sẽ là mặt lưng từ nhựa chứ không phải là mặt lưng kính như là trên chiếc Redmi Note 7. Chính vì vậy thì nhìn nó có phần nào đấy nó không được sang bằng. Tập trung lại thì mình thấy rằng đây là một cái đối thủ cực kỳ nặng ký của chiếc Redmi Note 7 ở trong phân khúc dưới 4 triệu đồng. Vậy còn các bạn đánh giá sao về dòng sản phẩm này thì hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. À, còn một điều các bạn cần nhớ là đó chính là Realme X Lite chính là chiếc Realme 3 Pro bán chính hãng đấy. Mức giá của nó bây giờ vẫn khá là cao. Realme X Lite ngon hơn rất là nhiều. Bye.